Chiều 26 tháng 6, hơn 10.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục và sinh hoạt quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Tây Ninh tổ chức một hội đồng thi gồm 19 điểm thi chính thức và 9 điểm thi dự phòng đặt tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở thuộc khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 10.526 thí sinh, trong đó có 10.114 thí sinh đang học. Trong tổng số thí sinh nêu trên, hệ giáo dục phổ thông có 9.319 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên có 795 thí sinh. Kỳ thi năm nay có 412 thí sinh tự do. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp trung học phổ thông có 34 thí sinh. Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông dự xét đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non có 378 thí sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi, chấm thi là 1.892 người. Trong đó, coi thi 1.682 người, chấm thi 210 người. Ngoài số cán bộ, giáo viên, còn có các đội trực tự, trực điện, trực cấp cứu của các ngành công an, y tế, điện lực được điều động theo chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo thi. Tại buổi làm thủ tục dự thi, các thí sinh nhận số báo danh, phòng thi, đối chiếu thông tin và được học tập về quy chế thi, đồng thời được cán bộ coi thi động viên tâm lý để tự tin bước vào kỳ thi.